Lúc nãy là loài người rất là ích kỷ, nó chỉ nghĩ đến nó. Chúng quanh các bạn toàn thế, và chính bạn vậy. Và chú ý số 2, loài người rất lười suy xét. Bản chất loài người là hời hợt, bản chất loài người là rất là lười suy xét. Xong đến lúc tôi suy xét thì các bạn bảo tôi giỏi, vì các bạn lười chứ không phải tôi lại tôi giỏi. Chú ý số 3, người nghe rất nhiều hạn, do đó hãy tỏ ra thích nghi. Loại do dự tôi cũng luộc được, và loại bình thường tôi cũng luộc được. Đấy là vai trò đặc biệt của chuyên đề thuyết trình. Không có nhưng thì là gì cả. Và nếu không làm được thì cút mẹ đi, đừng làm lãnh đạo nữa. Vì thuyết trình là nghệ thuật của lãnh đạo. Loài người rất lười suy xét, chấm phẩy. Loài người rất dễ bị thành kiến. Không, anh ấy quân tử lắm, anh ấy vĩ đại lắm, anh ấy khách quan lắm. Mày cấm mồm đấy nhé. Rất dễ bị ám thị. Loài người ngoài ích kỷ thì nó mang trong người nó ba cái đặc điểm. Bản chất loài người là hời hợt, tất cả hành xử bằng thành kiến, và trông rất là tiến sĩ nhưng bản chất rất nhẹ dạ. Loại người nó thế, mày vứt cái bằng quay đi. Điển hình là Lê Thẩm Dương vứt ngay cái chữ tiến sĩ trước chữ Lê Thẩm Dương đi. Đừng gọi tôi nhục lắm. Nhưng mà khi các bạn gọi thì tôi phải xứng đáng. Cho nên là các bạn gọi tôi không bắt các bạn bỏ. Ở chứng minh nào đó tôi cảm nhận tôi xứng đáng. Còn mày đã hiểu mày vứt cái đi nhé. Đấy. Từ cái chỗ loài người nó bản chất như vậy mà ứng dụng vào cái khâu thuyết trình, tí nữa ứng dụng vào mọi khâu cơ. Nhưng mà vì bài thuyết trình, do đó 2 chấm. Nếu nhìn ở góc độ thuyết trình, khi bạn nói với loài người bạn phải đặc biệt hiểu hai cái chú ý này. Bạn đang nói với bất kể loại nào nó đều mang trong người nó cái đó. Cho nên tôi đưa hội thảo tôi vụt cho đi không phát nào trượt. Khi thuyết trình, hãy nói một cách quả quyết. Cái thằng nói run nhong nhóc, thằng nói không hiểu cái gì mà nó nói như thật. Wow, pa. Rồi xong, thế là chú mày không suy xét gì cả. Rồi xong, chú mày dễ bị ám thị. Rồi xong, thằng này nó ngần này tuổi, nó ngần lấy tiền. Ôi giời ơi, nó nói làm sao sai được. Lười suy xét, dễ thành kiến, mặc định thằng sếp là giỏi, mặc định có chức là giỏi, mặc định tiến sĩ là giỏi. Rồi mày chết. Vì loài người đặc điểm không suy xét, chuyên thành kiến. Thằng này đã giỏi là giỏi, thằng này đã dốt là dốt. Thành kiến sau đó là chuyên gia là ám thị. Cho nên để thuyết trình tốt, hãy quả quyết, không nhượng bộ. Rồi cậu dính đòn luôn được, cậu suy xét thôi. Còn với tôi, còn mà quả quyết với tôi. Nhưng số người như tôi đâu có bao nhiêu. Mày dính đòn vì tao hiểu mày lắm. Chứ tao cần hiểu cá tính mày, tao hiểu cái loại người nhà mày, tao hiểu thằng bố mày luôn. Bạn tin tôi đi. Cho nên nói thì hãy quả quyết, chấm phẩy. Tiếp theo. Nhắc đi nhắc lại hoài. Khi nhắc đi nhắc lại hoài, con người nó bị lặp vào cái tình trạng không xét. Nói mãi một điều không có thật, nó thành có thật. Vì con người nó không suy xét. Vì con người nó ám thị. Đấy là cái thứ hai. Chấm phẩy. Tiếp theo nữa. Không cho người nghe một khoảng thời gian nào để suy nghĩ. Bạn đòi hỏi một quả đấm liên tục. Đấm dồn dập. Không cho người nghe có một khoảng suy nghĩ. Không cho ý nghĩ ngược nảy mầm. Vì bản chất loài người nó cũng suy xét. Thỉnh thoảng có thằng suy xét. Đấm cho mày không đủ thời gian để suy xét. Nhồi vào cái chỗ suy xét bằng sự bị động hoàn toàn, bằng sự chủ động của mình, bị động của nó. Thì đó là nghệ thuật thuyết trình đấy. Và sau khi tôi nói xong thì các bạn thấy cái mặc định sự quân tử của tôi, vấn đề tốc độ gần như là sở trường của tôi, mà tôi lại không dùng với lớp này. Chứ tôi nhồi cho các bạn ám thị hết. Và tôi dừng trận đấu, tôi lấy ví dụ, tôi cho thời gian để các bạn nghĩ. Vì tôi hiểu rằng ấy, tôi mà dùng chú ý 2, tôi tận dụng cái ám thị
tôi tận dụng các chị ạ, cái lười suy nghĩ của các bạn, tôi nóng cho các bạn kiểu gì các bạn thua, trước sau bạn nói tiền, tin tôi đi. Kể cả những thằng tỏ vẻ suy xét nhất, không suy xét gì cả, vì cái não rất lười không nghĩ. Vậy thì khi thuyết trình hãy chú ý đặc điểm đó. Và từ chỗ tôi đã bóc phốt tôi rồi, thì các bạn xem tôi hèn đến mức nào. Tôi không hèn. Cả đời nó mắc cái bệnh không suy xét, rất nhẹ dạ. Đấy là loài người rất dễ thành kiến. Thằng này đã tốt là tốt suốt đời. Ngu vừa, ngu vừa. Nào, thấy hay chưa? Hôm qua có tí tưởng hay, hôm nay nhồi cho phát nữa, mày chết mày. Mày không tổng kết hóa được, không tập đời mày chết. Mày dính bẫy mà cái lưới nó răng một cách vô hình. Đến bài nghệ thuật quyến rũ, bà thấy con đàn bà nó tung cái mạng vô hình nó hay thế này. Nhưng mà cuối cùng nó kết luận đàn ông răng bẫy hay hơn nhiều. Và đó chính là cái chết đàn bà. Bẫy mà như không bẫy, mà lại bẫy luôn cái bẫy mà do đàn bà đưa bẫy ra. Ok. Nào, tí nữa bạn thao phản bác, tôi không đấm dồn dập cho các bạn nghĩ đi. Bạn phản bác hai cái chú ý của tôi đi. Chú ý số 3. Người nghe rất nhiều hạng. Thấy hôm qua là tôi nói liên tục ở góc độ. Nếu hạng mà chia theo phương pháp thì 4 hạng. Nếu mà hạng chia theo người nghe thì 3 hạng. Nhưng chắc chắn một điều, cái người bạn đối thoại từ con vợ đến đứa con, cha mẹ thì sinh con, nhưng mà trời thì sinh tính. Hạng người rất nhiều, cho nên người nghe rất nhiều hạng. Do đó hãy tỏ ra thích nghi. Đằng này con đàn bà nào thế, tôi nhìn tôi có thể đọc phanh vách. Mỗi con chỉ có một phong cách. Gặp thằng đực này dở nguyên một cái bài ẹo, xong đến gặp thằng đực khác dở nguyên một cái bài ẹo, vì nó có học hành kỹ năng thì không có. Có con thì chuyên khóc, có con thì chuyên cười, có con thì chuyên lý luận. Mỗi một con đi cưa chai và gây dấu ấn chỉ có một đòn phép. Các chị à, đi giảng dạy chỉ có bài. Mày ngu lắm, mày không đạt cái gì đâu. Cho nên là chị mày đã từng thắng một thằng đực bởi cái ẹo ấy. Chứ con ấy mà gặp tôi thì coi như đời nó xong. Tôi nói thật các chị. Cho nên là phải làm sao hạ được thằng Dương chứ. Mà đã hạ thằng Dương thì phải dùng cái đòn khác. Loài người nó rất là rất nhiều hạng. Cho nên hãy làm con tắc kè rất thích nghi chứ không phải cơ hội. Cho nên khi đã mở mồm nói thì hạng này đừng nói. Hạng này thì nói cái này, hạng này thì nói cái này. Các bạn ạ, còn có những hạng đừng nói. Mày nói với loại đó coi như mày bằng nó. Còn mày gặp thằng hiểu biết mày khen ấy, mày chết mày. Tốt nhất đừng khen. Khen bằng ánh mắt. Mày mở một câu là mày chết. Mày cứ nói kiểu gì mày chết. Vì người ta còn lờ mờ. Mày nói xong nó đọc mày. Cho nên các bạn đừng có cái thói quen gặp thầy nào khen mày chết mày. Mày đem mày khen bố mày thì xong mày khen cái thằng rẻ rách. Mày ngang hàng bố mày coi như đời có thằng. Tiết chế lời khen à? Tiết chế nhận định lại. Hãy chú ý đến chính mình, đừng chú ý đến người đối diện. Vì mình chưa đủ khôn thì đừng chú ý đến người khác. Không là chết đấy. Chú ý để cho mình khôn ngoan lên, đừng chú ý thằng khác. Bạn chưa đủ cơ để bạn nhìn người khác đâu. Từ cái chỗ đó bạn phải thích nghi. Nhưng mà thích nghi thế nào chứ? Thì loại em tôi cũng luộc được, loại do dự tôi cũng luộc được, và loại bình thường tôi cũng luộc được. Đấy là vai trò đặc biệt của chuyên đề ngày hôm qua. Đấy, tóm lại, không có nhưng thì là gì cả. Và nếu không làm được thì cút mẹ đi, đừng làm lãnh đạo nữa. Vì thuyết trình là nghệ thuật của lãnh đạo. Trường Doanh Nhân PR.